bên này là anh Dũng, và Kim Anh Thảo em sắm một bộ trang sức ha. Anh lựa cho anh với cho chị luôn. Anh lựa cho anh một cái hàng rào là rất là đẹp luôn á. Lắc hàng rào ba thẻ rồng nha, ba thẻ rồng nổi. Bản này bản 2,5 ba phân ha, cực kỳ đẹp luôn á. Trọng lượng cái lắc này là một lượng mốt 8,4, là tầm 42,3 triệu nè. Rất là đẹp luôn á, rồng nổi lên ha. Em đeo cho em Dũng luôn nha. Giờ y tai luôn, khóa đây khóa hộp luôn. Đây, khi anh bỏ anh đứng xuống này anh ha, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi anh Dũng còn lựa thêm cho chị một cái dòng nha, dòng bi ba màu nha, hai hàng tắm sạch một bi nữa. Phân dòng này là ba chỉ, rồi thêm một sợi dây nữa, quá trời cưng luôn. Dây xích tim nha, dây xích liền mặt tim nè, móc máy mẫu ý ha. Dây này là 4 chỉ nha. Rồi cái này em để vô hộp cho chị. Dương ơi, chào bà tất cửa em bé. Tổng nguyên bộ này của anh chị là 68,5 triệu. Rồi em gửi anh hóa đơn bỏ vô đây luôn anh Dũng ha. Dạ rồi em gửi, em cảm ơn nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là cô Lan qua Kim Anh Thảo em sắm hai sợi dây với một đôi bông nha. Quá trời cưng luôn á. Đây là dây sóng bướm ha. Dây sóng bướm phơm dây này là 3,8 chỉ, rất là đẹp luôn. Dài 4,5 tấc nè, là nữ đeo vừa tầm luôn á. Một dây sóng bướm nha, thêm một dây đuôi phụng nữa. Dây đuôi phụng này là dây đuôi phụng này là 1,5 chỉ, đeo nhẹ nhàng luôn. Mấy dạng dây tròn này là mình đeo không cần mặc cũng được luôn ha, đeo nhìn trẻ chung nữa. Cô Lan còn lựa thêm một đôi bông tai, bông khoan tròn nha, khoan tròn dạng bản nè, móc máy đều luôn, nhũ khoan tròn luôn. Bông này là 6,3, con đeo cho cô luôn nha. Cái này để học hả cô hả? Đó là anh. Đây là anh sẽ đeo sợi dây. Lỗ lâu chưa? Rồi lỗ rồi lâu rồi, rộng thanh thang. Rộng thanh thang hồi đó đeo nặng quá này nó sệ nè. Nó sệ. Úp nó hơi cứng. Rồi. Chị mình đeo luôn không? Em đeo cho. Dạ, dạ đeo phụng. Chị đeo dây nào? Dây sóng bướm đúng không? Dây này là em về đủ trọng lượng luôn á. Em về từ 2 chỉ mấy tới mấy lượng luôn. Ủa chị gái kia. Rồi. Rồi con gửi cô hóa đơn. Dạ. Cái này cô làm giữ hóa đơn nha, để sau này mình đổi ngang bù tiền công thôi cô ha. Rồi con để vô đây cho cô nha. Cảm ơn cô nhiều ạ. Rồi con gửi, cảm ơn cô ha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là cô Mai qua Kim Anh Thảo em sắm hai bộ xi men nha. Mẫu rất là đẹp luôn, đây là mẫu 5D ha. Bản 5 ly luôn nè, rất là đẹp luôn á. Hai bộ này của cô là gần một lượng 8, lượng 9 nha. Quá sang luôn, móc máy chiều nữa nè, sáng ánh luôn á. Tay cô đeo ni 52 nè, suông tay cực kỳ luôn. Rồi cho cảm ơn cô ha. Cô còn lựa thêm một đôi bông tay, một hộp 4 chấu đơn giản nha. Đây là hộp chủ sàn nhân tạo quý khách ha. Đeo rất là sáng ánh luôn á. Trọng lượng đôi bông này 3 phân à. Đó, đẹp, đeo đơn giản thường ngày nữa. Này cô đeo luôn không? Con đeo cho. Con đeo cho cô nha. Cô máy đâu? Ở Bình Tân đây nè. Bình Tân. Tổng nguyên bộ này của cô Mai là 64 triệu. Nữa cho em bên con cô đeo nữa. Sau này cô đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi cô ha. Không bù trên lệch vàng gì hết. Ủng hộ bên Đài nhiều ghê. Dạ rồi, cảm ơn cô Mai nhiều. Rồi con gửi cô hóa đơn nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Rồi, cảm ơn. Kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em có lọc ở Bình Dương ha. Chị Linh qua Kim Anh Thảo em sắm 17 dòng xi men. Rất là đẹp luôn. Thay chị này đem đi 62 là một ni tai một. Mẫu này là mẫu chữ phát tài phát lộc nha. Trọng lượng 17 dòng này của chị là một lượng 72/2, là tầm 62 triệu. Rất là đẹp luôn. Bên em là đủ ni tai luôn. Em có từ ni em bé là ni 38-40 nè, đến ni người lớn 62-64 luôn nha. Rồi em được. Cảm ơn chị nha, em gửi chị hóa đơn ha. Nữa mình đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công chơi thôi chị Linh ha. Không có đổi bù trên lệch vàng. Rồi chị cảm ơn chị nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là chị Ngân qua Kim Anh Thảo em lựa một cái dòng nha. Chị lựa cái dòng quá chị cưng luôn nè quý khách nè. Dòng bản kim tiền nha. Ba đường kim tiền, ba đường gọn nha. Bốn đường kim tiền, ba đường gọn đang xen nhau nè. Có mấy đều nguyên một cái dòng luôn. Chị đeo ni 48 nè. Quá chị cưng luôn á. Đây, khóa đây là khóa xước nha. Bật khóa này à. Là khóa xước. Em mượn tay em đeo cho chị Ngân ha. Mạnh rồi, ngày thông tin của giá có gì?
Khi khi nhỏ qua thì gặp mình không tin được. Cái này vừa mặc quá đi. Trọng lượng cái dòng này của chị Ngân là 7 chỉ 1 phân 3 ha. Là tầm 25 triệu 700. Rất là đẹp luôn. Rồi cảm ơn chị ha. Mình giữ hóa đơn cho chị.